thì nó mới đạt kết quả. Còn nếu không thôi thì nghe từ trước từ sau quên. Còn khi mà mình học và mình tự học giống như các đó thế giới thì mình học sao mình biết. Rồi bây giờ tôi sẽ nói về cái cuộc sống của mình ha. Cuộc sống của mình là như thế nào? Cái hệ thống cuộc sống của mình nó có bảy gốc sống tổ 12 lương 3 tháng 4. Đau sống tuần hoàn với sống tuần cho đạo và hồi thông hơn. Đây là cái tính năng cuộc sống. Tính năng cuộc sống thì chúng ta có được một sự lý nó quan trọng của những điều đầu tiên. Tính năng cuộc sống rất là quan trọng. Và đó là cái đặc khu như cơ sở. Nếu như mình tưởng tượng về là cuộc sống mình là cái đặc khu thì hiển nhiên là không có đứng đi và nó có được như là đầy hoặc khu dưỡng được. Và nhờ cái đặc khu đó nó mới cái khu này nó sẽ bảo vệ cái gì? Bảo vệ những cơ quan nội tạng bên trong. Ví dụ như tim, gan, thận, phổi này thì là đặc khu cuộc sống như chi thường. Rồi nhờ cái cuộc sống mình nó sẽ bảo vệ cái hệ thống gì? À, hệ thống thần kinh bên trong. Cái thần kinh từ giãn, tủy, thần kinh bên trong. Và cái đặc điểm đó là đặc điểm duy nhất chỉ có ở động vật cao mà thôi, tức là những động vật có sinh sống. Và cao nhất trong đó là con người. Đây là phẩm của cuộc sống này, cơ hội này là cơ sở chỉ của mình. Thế thì cuộc sống của mình đây có cuộc sống ha. Mình nhìn phía trước, tức là nhìn phía trước nhìn tới thì mình sẽ thấy các cái thành tố. Ở giữa thành tố nó sẽ có cái gì? Dạ. Và hai bên mình sẽ thấy là hai bên là hai cái gì? Dạ. Hai cái bóng ngang. Đây gọi là bóng ngang. Rồi, cái này gọi là transfer process. Transfer. Rồi là bóng ngang. Đó thì mình thấy ban đầu học cuộc sống là hạn. Rồi bên cái phim mà cái là từ từ phía trước tới. Nếu mà mình từ phía sau mình tới. Ví dụ tôi đứng cái này mà em từ phía sau. Mình từ phía sau mình từ phía sau. Nếu mà mình từ phía sau thì mình sẽ thấy phía sau này có cái gì? Ngay sống. Nó có nè, cái bóng gai là hậu vật, đúng không? Em lấy bóng gai thì mình và mình thì cuộc sống mình cũng thấy là thật bằng. Nếu như mà mình không học cái phổ gì hết thì ai cũng chắc chắn là lầm tưởng là gì? Cuộc sống mình sao? Thấy. Có thật bằng. Đúng không? Mình cũng lầm tưởng cuộc sống rất là thật. Nhưng mà thực sự là cuộc sống không có thật. Cuộc sống mình rất là con. Tay hay con. Và cái con đều là chỗ mà lầu ra thì chỗ nó không bằng. Ví dụ chỗ này nó lầu ra thì chỗ này lầu kyphosis đó là những cái thuật ngữ mà mình đi mình sẽ đặt tên lâm sàng. Cái hàng nghe đi thuật ngữ cho mình như thế này, ông ngon nói đọc là sipo này, cái này tay tôi này, cái này là tôi gì đó thì mình hiểu nó được trong như thế này. Đầu cái này không quên cái lỗ lỗ là không biết kyphô là nó lồi hay lõm, mà lọt tôi là nó lõm hay lồi lồi lõm thì mình cứ nghe qua nghe lại nó rất là dễ mà mình lõm lồi. À, như vậy mình sẽ thấy cuộc sống mình có bốn đường cong sinh lý, 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên cái đầu đường cong, cái đầu lọt cung này đầu cung nó là cố định, cung cung nó liền tạo thành một khối gồm cái mặt đối cung và mặt đối cung nó liền tạo một cái khối với nhau, nó liền tạo một khối với nhau, đối cung nó liền là tạo thành một cái khối với nhau. Thành ra khi mà nó liền là nó tạo thành một cái khối với nhau như vậy đó, thì là nó tạo thành khối như vậy. Thành ra cái chỗ này cái đường cong này cố định, thành ra nó không quan trọng đó. Thành ra khi nhắc tới đốt sống, người ta ít nhắc tới cái đoạn này, mà ta nhắc tới đoạn cổ, đoạn ngực và đoạn thắt lưng là thôi. Như vậy đốt sống cổ, ta đốt sống mình sẽ còn là gì? Ba đường cong sinh lý nhé. Thay vì bốn mình sẽ có ba đường cong sinh lý. Thế thì tại sao mà có đường cong sinh lý? Tại sao nó không thành công như vậy? Mà nó cong cong nó eo hẹp đi. Nó cong là để cho đẹp ra đúng không? Mình không chắc là nó cong cho đẹp. Mà nó thẳng nó cũng đẹp vậy. Nhưng mà vấn đề ở đây á, cái này là cái kết quả của tế bào hóa. Và cái này là cái đặc biệt của tế bào hóa. Tất cả những động vật cao
và những cái bài nó xử lý mình á, chẳng hạn như điều tôi trong tin này đưa được các bạn đó, cái hình dáng nó tương đối là giống này, tương đối là ngon giống này, lên nó cong cong và cái dáng tôi đi của nó là gì, thì là bốn chân chứ không phải là hai chân. Một con đường luôn, một con tinh tinh hay con khỉ gì kia nó có thể đi bằng hai chân vẫn được, nhưng mà cái cấu tạo giải phẫu học của nó vẫn là thích hợp với việc đi bằng bốn chân, chứ không phải thích hợp đi bằng hai chân. Thành ra tất cả những cái cuộc sống của những con vật này nó đều cấu tạo bằng một phần trăm duy nhất là con hình chữ chữ C con này. Và chỉ có con người mới có cái dáng đi đứng thẳng như thế này, và cuộc sống nó có cái hình thù đặc trưng như thế này. Và cái hình thù đặc trưng của cuộc sống như thế này là nó để phục vụ cho cái dáng đi, dáng đi đứng thẳng như vậy. Và cái này là một cái chọn lọc mà nó rất là tuyệt vời của tạo hóa, tức là nó hoàn hảo tạo hóa để tạo ra cái hình thù đứng thẳng như vậy. Khi mà mình đi á, hay khi mình đứng mà đi á, thì qua cái cuộc sống này mình được rất là nặng. Tôi biết là nãy giờ tôi ngồi tôi đi lại, xong rồi qua đây đứng và tôi tạo qua lên rồi. Và tôi bắt đầu lên. Ha, và đứng, lo quá tôi lên. Mình ngồi lo quá tôi lên, rồi lại qua lại xuống. Dừng dạy đi ngồi, lại ra ngoài xuống, lại bắt đầu lên. Thế thì khi mà mình đứng rồi, hoặc là khi nó ngồi, tôi đang có thấy là trên cái cuộc sống này có cái áp lực nào. Đúng không? Mình có cảm nhận là trên cuộc sống này có áp lực nào không? Hay là đi từ gót lên cái gối lên cổ chân và đi lên cổ chân để sáng của mình. Đặc biệt là khi mình nhảy cao thì nhảy một cái sẽ khác biệt đó, lần lượt của cuộc sống của mình. Thế như vậy cuộc sống là đôi điều rất là nặng nề, là một cái là mình bỏng lưng và bị đau xuống và một cái là thắt lưng thì dưới lên. Thành ra nó nói là cái cuộc sống của mình nó chịu sự tác động của hai cái lực. Nó tạo ra cái môi lực gọi là lực được xé, chỉ là gọi là sharing force, được xé, tức là cái cuộc sống mình nó dạng xé đó. Do đó nếu như cuộc sống mình mà nó thẳng băng giống như thế này, nó được to thì mình sẽ không thể làm việc nổi và bài việc áp lực rất là nặng, là mình sẽ đau lưng, mình không thể nào làm việc được, không đi cũng được. Và cái cấu trúc mà cong cong như vậy là nó rất là thông minh. Những cái vị trí cong là cái vị trí người ta chỉ được từ cái hạ như nó đang dồn thẳng xuống đây, cái con cái nó hẹp qua đây, cái này giảm xuống cả, cái nó xuống đây, cái nó lại tăng lên, cái xuống đây, cái nó hẹp, cái nó lại giảm xuống cả, giống như một chiếc xe bị kẹt, hiểu không? Thay vì mình sổ gấp, mình sổ cái ào xuống cái xe xuống gấp, nhưng hoàn toàn không có đi được đó, đi quá thì các bạn chết. Ta đi xuống dốc, ta đi xuống xíu, rồi ta nó phải lại, ta phải chạy con không nổi, ta nó con con rồi nó giảm dồn như rồi dốc, rồi nó lại xuống. Thì những cái vị trí này, những cái đường cong sinh lý đang tạo ra những cái điểm này gọi là những cái điểm chuyển lực và những cái điểm hướng để hấp thu bớt cái lực để làm gì, để mình đi cho nó thẳng thoáng và mình đừng có bị đau lưng, là nó phù hợp với cái dáng đi đứng của mình. Ngoài ra bên cạnh đó, trong cái cuộc sống mình nó có những cái điểm đẹp, những cái điểm và những cái điểm đẹp này nó tác dụng giống như là những cái lọt son giảm sốc cho cuộc sống mình. Cái hàng mình đi đứng rồi nó có độ đứng ta cái con nó mềm dễ thì nó có cái lọc so để nó giảm đứng cho nó giảm sốc. Chính vì vậy mình làm đi đứng một cái nào mình đứng. Như vậy cái cấu tạo của cuộc sống này nó cực kỳ hoàn hảo, nó phù hợp với dáng đi của mình. Tuy nhiên chính vì cái cuộc sống mình nó chỉ được xé rồi kia, mình đi đứng nhiều mình làm việc nhiều, thành ra đó ở con người mình nó phải có một cái bệnh, và nó là cái đó là gọi là cái bệnh lý cố ngủ của con người. Còn như mà không phải đứng khỏi đó là gì, đó là bệnh đau lưng, và hầu như không có người nào không bị đau lưng đó. Đúng không? Trong này các em nào không bao giờ đau lưng.
có thực sự với anh nào chưa bao giờ ở bên nhau, đặc biệt là trong liên hoan tôi chắc chắn là đâu là tại vì mình sẽ ngồi học bài nhiều, lúc nhỏ thì cố gắng học cho nó cố vô, học cho nó nhiều vô để có được cái kiến thức để đi đầu vào liên hoan. Và sau khi mà vào đầu vào liên hoan xong lại cố gắng cắm đầu cắm cổ để học, để làm sao mà để thi cho nó đậu mấy cái học phần này kia. Như vậy mình sẽ không có được cái thời gian làm gì, thời gian chơi thể thao, không có thời gian về luyện sức khỏe. Và mình có thể sử dụng nó chạy ra cả hai bên đường phải gấp và tập cũng rất là hay, thì cái lúc thời gian chơi chen ra tại chạy xong vô mình hoàn thành trên cái giai đoạn lực sức mình không tốt. À, có phải thì tôi nói chuyện lên tôi một chút xíu là để tôi thấy là đây những cái lựa chọn của xu hướng nó có hạn chế là con tôi đó, mà nó phải mới lớp 8 mà lớp 7 lớp 6 lớp 7 lớp 1 lớp 5 thì nó là thực tế lớp 7 lớp 8 thì tôi là cho mình con nào đó là không có một vấn đề gì, nhưng mà lớp 8 tôi nói chuyện với gia đình tôi là có một trong hai lý do mà tôi chuyện, một là cái trường tâm nó học theo lớp tôi cần cái gì đó là cái gì đó là học cái lối tổng kết cuối cuối có đi tự sát cho bài giấy thì học được thi ra cái lớp đó là lớp nào là chuyên mà đang thi được sao đó, lớp đó mà là thi mà chính mà điểm rưỡi đã xuống thì trung bình cái điểm rưỡi đã xuống là các bạn đứng ở đứng 10 thì trong lớp còn lại có đứng 76 đứng 77 là chưa là được đứng 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 cung cấp cái thứ nó sẽ quen với một cái cặp vợ suốt ngày cô lắng đọng rồi suốt ngày nó ngồi tiếp và không có suy nghĩ được gì hay nữa, rất là nguy hiểm. Và thì các học đó là từ người tôi đi học rồi tới các em đi học và tới con mình đi học nó như vậy, thì cái thứ hai nữa là các trường không có thể chơi một cái môn thể thao nào, không có được môn thể thao nào chơi được một đám lớn các bạn trẻ ra. Mọi người lo lắng về việc đó là tại vì nó không có một cái gì đó không biết là gì để đưa cho một cái gì đó 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 để và mình chọn cái con đường khỏe mạnh rất là đi chứ không phải là mình chọn những cái người chúng ta đã là chọn những cái điều mà còn chút nữa lâu hơn ở những cái nước khác mà nó gì đấy là biết lắm, một tuần ha là cũng phải chơi đến 2 tiếng là một tuần đó nha, cái số lượng thể thao học một tuần là cái số lượng mà cái giờ là học chính quá sao chơi thể thao thì ta chọn chơi hai ba cái đó là gì chỉ như là mình có sức khỏe mình học làm việc được chứ, còn thôi mình học biết mình cúi giống như em học biết là sáng giống như giờ đi làm cũng có cúi sáng đầy cúi thì về cúi là không còn thời gian đi làm chi cho mình chi thì lúc cũng có bo thì mình quên mà quên mà bây giờ là cái gì đó là học được cái gì ra như như mà tụi em ở dưới tụi đã là cảnh giới là phải làm gì đi tôi hỏi là mình đi ngoài này chút xíu thấy còn thấy là không dẫn được đây là tập trung cho lại thấy hiểu cái chỗ này những đội bốn này những đội kia này nó tạo ra nó giảm cái sinh lực cho cuộc sống, nó giúp cho cuộc sống mình tốt. Tuy nhiên những điểm này sẽ trở thành những cái điểm yếu, điểm là những cái điểm này sẽ là những cái điểm dễ tổn thương hết.
ví dụ như khi mà một bệnh nhân mà mình té cao, mình té lên kia, mình té lên kia đó, thì cái vị trí này là vị trí dễ bị gãy xương nhất, dễ bị chấn thương nhất. Cái hàng như mà té cao thì cái đoạn này tôi gọi là cái đoạn phản lề, và phản lề ngực thắt lên. Thì khi mà mình té căng bệnh, mình sẽ dễ bị cái đốt cũng như là đốt sống được mình là đường 12, thắt lưng 1, thắt lưng 2. Đó là những cái vị trí bị yếu mà mình dễ bị chấn thương ha. Đó, như vậy là cái hiểu sơ sơ về cái cấu trúc. Và trong cái cuộc sống mình hiển nhiên là trong cuộc sống là gì nha? Là cái vị sống nó giữ là vị sống đúng không? Rồi nó có gì thì cái này kia. Đó, là cái cấu trúc của cái cuộc sống của mình. Cái này là cái cuộc sống của mình nó hoạt động trong cái không gian là sao? Bay gì? Túi này, giống như mấy cái khớp, cái khớp nào mà toàn vận động mà càng dễ lớn á, toàn vận động càng nhiều thì nó lại càng dễ hơn. Thì trong mình cái tay mình vận động nhiều nhất, tay mình vận động trong không gian nó có đang hướng lớn á, thì cái tay mình và cái tay mình càng qua thì nó dễ hơn. Rồi bây giờ bắt đầu mình vô mình hiểu về cái mẫu là thăm khám một bệnh nhân một sáng. Thế thì thăm khám thì tư thế như thế nào? Tư thế bệnh nhân là hoặc là như này, hoặc là ngồi trên một cái ghế, mà cái ghế này nó không có cái tựa lưng, không có tựa lưng nó ngắn được nhé, nó phải ngồi ha. À, cái một cái ghế nó ngắn được, nó tựa lưng không thể ngắn được. Và nếu mà bệnh nhân nam mà muốn ngắn kỹ thì mình có thể phải cởi quần ra. Bệnh nhân nữ thì không thể cởi quần được, thì bệnh nhân nữ thứ nhất là cao lót bên trong ha. Đó là một cái khám mà có một chi tiết bên trong thì mình có thể là cởi quần như vậy. Đó là tư thế bệnh nhân, tư thế bệnh nhân. Cái thứ hai là một số cái điểm mốc và mình thấy khi thăm khám cuộc sống. Điểm mốc đầu tiên hết là có tấm sống cổ C7. C7 thì sờ cái sau cổ của mình tới cái giáp ranh giữa đấu sống cổ và đấu sống ngực. Em thấy mình được đầu ra của mình rồi, em nói vô đây sẽ thấy đau đâu, thì đó là đấu có sống cổ C7, đấu sống cổ C7 nghe là cái đường chân rồi đó là gì mà đấu sống ngực vô đầu ra. Cái thứ hai là đường nối được xương bả vai. Cái xương bả vai nó có cái đường nối xương bả vai này, đường nối được xương bả vai này, thì cái xương bả vai này nó sẽ đi qua cái đốt sống ngực phải, đốt sống ngực phải. Rồi nếu mà mình xích xuống một chút xíu, chỗ xương sườn của mình nó có một cái xương sườn cục, xương sườn cục thì nó có xương sườn cục, thì xương sườn cục này nó là ngực phải. Xương sườn cục này nó sẽ tương đương với đốt sườn 12, tức là ngực 12 nhé. Tại sao gọi là cục? Cục là tại vì nó không có tiếp giáp đều, tức là xương sườn mỏi hay xương sườn cục, cái tên gọi là floating rib, tức là phía sau thì nó nối với cái xương sườn, phía trước thì nó nối với cái xương sườn lưng, phía sau thì nó nối với cái xương sườn và phía trước và nó nối với xương. Và cái xương này nó đốt 12 này, ở phía trước nó không nối với xương, nó chỉ nối với sau cái xương sườn thôi. Thành ra khi mà mình sờ cái đầu xương luôn
Thành ra khi mà mình sờ được cái xương này thì mình biết cái đốt này là đốt 12. Rồi một cái điểm mốc nữa là đường nối hai cái mặt. Ví dụ đường nối hai mặt trội, đường mặt trội, đường nối hai mặt trội đây ha. Đường nối hai mặt trội thì đường nối hai mặt trội từ mặt trội này qua mặt trội này thì nó sẽ tương đương với cái gì? Đốt sóng cái đường bốn mặt, tức là nó mà nó cũng được thì nó đốt sóng cái đường bốn mặt. Thế thì tại sao mình phải biết cái điểm mốc này? Mình phải biết điểm mốc này để mình mô tả cái vị trí mà mình thông khám. Cái này mình thông khám cái chỗ vị trí này, nó đau cái vị trí này, mình không biết vị trí nào thì phải có cái điểm mốc để mình biết chứ. Ví dụ ta cắt điểm mốc đó là bao nhiêu, cắt cái đốt sống cổ là 7 là bao nhiêu, hoặc là cắt cái đốt xương thì là bao nhiêu, rồi cái đốt sống cổ là bao nhiêu. Tức là cái vị trí đó là cái vị trí gì, mình phải được tùy được, mình phải ra được, ha, mình phải biết. Cái thứ hai là cái này là đối với tụi em, ví dụ những người mà không làm cuộc sống thì em thì thấy nó quan trọng, nhưng đối với những mẫu thực viên về cuộc sống thì cái điều đó là điều rất là quan trọng. Tại vì khi mình mổ một cái đốt đó thì mình quyết định về cái đốt đó nó nằm ở đâu và đòi hỏi được những chính xác để mình mổ không có lộn lẫn. Ví dụ như máy mổ lộn tay đầu tiên ngay thôi đó, ví dụ thay vì mổ tay phải cái thành ra lộn tay lên mỗi cái mình có một mỗi tình quen tình huống, những cái việc mà mình tưởng thì không bao giờ nó sẽ xảy ra đúng không? Sao mà lột cái tiếng thế này, lột tay như thế rồi mình không lột. Thành ra những sai lầm trong khi qua là những sai lầm đó thực sự là không có thể tránh khỏi. Mặc dù nó là, thành ra tâm gọi là sai lầm, thành ra mặc dù là người ta đã làm ra rất nhiều cái trào cản, rất nhiều biện pháp bắt buộc, nhưng mà sai lầm đó cũng cứ xảy ra. Và người ta chấp nhận công ty con, người ta chấp nhận để tỷ lệ của họ thì sao mà hay là tỷ lệ biến biến này kia, nhưng mà người ta phải có những lời cả cái dạng gì tối đa thôi. Thật ra khi nó lộn như vậy thì ta em thấy còn cái đốt sống là những cái đốt nó làm thế là nó liền thôi. Thật ra cái gì mà khi mình mổ mà mình sai cái đốt sai tầm cũng là cái gì rất thường rồi, chứ không phải là gì, không phải là gì đâu nha. Thì ra đây chọn cái điểm móc, điểm móc bấm dấu để đi theo hướng đó, cái điều này sẽ làm cho chúng ta được xin nhắn những biện pháp. Thế thì có những biện pháp này là có những biện pháp, biện pháp đầu tiên đó là biện pháp này là biện pháp giải quyết. Giải quyết thì là có là biết sai và biết khác. Giải quyết sai đó là cái gì, chính là cái theo dấu hiệu giải quyết, tức là cái dấu hiệu này á là bệnh nhân cho gặp bệnh nhân gặp đổ tối đa hoặc là đổ tối đa ha, gặp cái đứa mình sao, hoặc là khi mà mình ngồi mình có thể, nếu như bệnh nhân gặp đổ tối đa hoặc đổ tối đa mà nó đã gây ra triệu chứng thì ta gọi này là làm biết sai. Nếu như mình làm cái test cứ bằng đè cái tay bệnh nhân này đè xuống, đè một nửa đạn đè gọt xuống và gây ra cái triệu chứng thì gọi là làm biết test. Thế thì cái triệu chứng gây ra như thế nào? Thì khi mà tập thì cuối cổ như vậy đó, cuối cổ đó thì nó sẽ tạo ra một cái luồng giống như điện giật, thấy vậy lan phía sau cổ phía sau lưng, hoặc là nó lan ra xuống mặt xuống cho người kia ha. Nó bao la xuống lưng xuống cho xuống hai tay xuống hai chân giống như một cái luồng điện, cái anh gọi là electrical sensation sensation, thì cái đó là dấu hiệu đó gọi là dấu hiệu giải thích nhân tính. Tập khi dấu hiệu là cái nhân tính thì báo là gì? Bệnh nhân này có thể có một cái dạng ép gì ở vùng tủy hoặc cổ. Đây là một dấu hiệu dạng ép tủy cổ, có bệnh lý ở vùng tủy cổ nha. Ở trong cái tủy á, cái vị thứ hai là cái vị spleen. Thế thì trong cái đốt sống của mình á, mỗi hai cái đốt sống nó sẽ có một cái lỗ, ta gọi là lỗ gì nha, lỗ gì? Lỗ da đốt sống, đúng rồi. Lỗ da đốt sống. Cái lỗ đó, cái thực sự là coronum, coronum là đây cái lỗ. Còn đây là tính từ, tức là serenium.
cái lỗ này là cái nơi của dây thần kinh nó đi ra, thì mình gọi là lỗ giang đốt sống. Còn nếu như mọi người đi lên bệnh viện mà bị giống như thế này, cho thấy qua cuộc sống thì nó là cái gọi là cái lỗ đó gọi là lỗ dương. Thì lỗ dương hợp tức là nó hợp lại giữa các đốt sống với nhau, nó gọi là lỗ dương hợp hay lỗ giang đốt sống, cái tên là cũng được. Tiếng Anh và Florence. Thế thì trong cái lỗ này có dây thần kinh nó đi ra, nhưng vì một cái lý do nào đó, chẳng hạn như bệnh nhân bị thoái hóa cột sống có cái gan xương nó đè luôn, hoặc là những bệnh nhân bị mất thì chỉ để nó rớt ra, nó đè luôn cái dây thần kinh này, thì nó sẽ dẫn đến đau cái thần kinh mà nó đau như thế. Ở cổ thì nói với em thì mình rất phần tưởng, nhưng mà nói về ví dụ như đau trung tọa ở lưng và đau trung tọa về dễ phần tưởng hơn, đúng không? Ví dụ đau một cái tọa là cái đau lên đau sau lưng thì cái cảnh như các bạn chơi đau một chân lên đau như vậy, đau trung tọa như vậy đó ha? Thì mình gọi là đau trung tọa là đau cái thể thần kinh, thì đó là một cái đau cơ thần kinh. Thế thì mình làm cái spondylitis là mình làm như thế nào? Spondylitis là mình cho bệnh nhân nghiêng đầu ra một bên, nghiêng đầu ra một bên, và thì khám vào cái vai mình đè xuống và có thể xoay nhẹ cái chỗ nó mười để có thể xoay nữa. Thì khi mình đè xuống mình xoay như vậy thì sao? Thì mình sẽ làm hẹp cái lỗ dương vật lại. Mình đè xuống thì cái lỗ dương vật nó bị sao? Nó hẹp lại và nó làm tăng cái điện tiết lên. Thì lúc này mình sẽ thấy cũng giống như cái luồng điện dịch vậy đó. Nó đau rần rần giống một điện dịch, nó đau như thế này. Cái chạy đường cổ, cánh tay cho xuống cái các bàn tay và ngón tay của mình. Thì nó đau như vậy nha. Cái điện dịch như vậy thì ta gọi là dấu spleen dương tính. Cái điện dịch mà cái dấu spleen dương tính đồng nghĩa với là gì? Đồng nghĩa với việc là mình có chèn ép lễ thần kinh. Thử của bệnh lý thể là này, tôi gọi cái anh gọi là radiculopathy. Cái radiculopathy là bệnh lý nhận biết cái đặc tại là radiculopathy. Rồi ví dụ như còn cái xít đầu mũi, cái đầu mũi này cái radiculo, radiculo là thể. Ví dụ như bệnh lý thể, tôi gọi là radiculopathy. Một cái dấu hiệu nữa là một cái dấu hiệu nữa khi mình khám ở xuống cổ là cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu Hoffman, gọi là Hoffman test. Hoffman là cái gì? Hoffman là cái mục đích là để mình coi là khi mình làm dấu hiệu Hoffman test này để mình coi bệnh nhân có bị một cái dấu hiệu chèn ở cái cổ hay không, chèn ở cái cổ là spinal.